Xong một bữa sáng sang một bữa sống. 2 ngày rồi, bà xã và tôi cố nhớ tới một câu nói lái mà chúng tôi đã tình cờ buộc miệng nói ra, và sáng nay, sau bữa ăn, bà xã tôi tự nhiên buộc miệng. Xong một bữa sáng tôi đáp miệng nói lái ngay, sang một bữa sống. Người miền Nam mà S hay X thường hay dùng lẫn lộn nhau, mong quý vị thông cảm nha. Bà xã tôi mới chợt la lên. Đúng là câu nói lái này mà cách đây 2 ngày rồi mà mình đã quên. Khi quên, bà xã tôi tức lắm vì khi thuật lại cho bà bạn tên Hòa, bà nói chắc là sáng ăn khoai khoái ăn sang chứ gì. Quý vị biết đấy, cuộc sống của chúng tôi đang đếm từng ngày. Thấy mình sống được ngày nào thì mình mừng cho ngày đó. Nên chúng tôi cảm thấy 2 câu nói lái này rất quan trọng trong cuộc sống của chúng tôi.